Giáp 114 triệu hỗn thuật. Tao đã mặc bộ giáp này sắp 1 năm rồi. Ngồi lúc đi tắm ra thì tao chưa từng cởi nó ra bao giờ. Hôm nay tôi sẽ cởi nó xuống. Chiếc áo giáp này nặng tới mấy tấn á, xem ra có thời gian qua hắn đã luyện tập rất nghiêm túc. Đợi đến lúc mày phải chết rồi. Tốc độ này nhanh thật đấy. Long tức chi pháp. Cái cảm giác sướng vãi trương trạch đó, để xem mày có thể đi đến bao giờ. Nhanh thật đấy, trương trạch gặp nguy hiểm rồi. Không ngờ hắn lại mặc cái bộ giáp làm bằng kim loại để luyện tập, đúng là ghê gớm mà. Sao vẫn chưa đánh trả vậy? Sốt ruột chết mất. Đừng có sốt ruột, hắn không phải là đối thủ của bố, của anh em trai, của anh trai em. Trương Trạch, không phải may mắn vừa tốc độ sao? So tài với tao thử xem nào. Trương Trạch, giờ mày đã không còn là đối thủ của tao nữa, nhào vô đi, nhào vô đánh tao đi này. Nếu đã như vậy, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh. Cú tát này là tát thay cho nghiệp ảnh. Cú đạp này là tôi dành cho anh. Cú đấm này là bọn tôi dồn lực đấm anh. Đối với tôi mà nói, tốc độ của anh cũng chỉ bằng con ốc sên mà thôi. Người giành thắng lợi của thi đấu lần này là người đại diện của nước Đại Hạ Trương Trạch. Nhanh vậy đấy á, cậu ấy đánh thắng bằng cách nào đấy? Không quan sát rõ được luôn. Tiến thủ của nước Đại Hạ mạnh thật. Tôi nói ngay từ đầu rồi, Trần Phong là một tên phế vật. Không nên nhường cơ hội tham gia đại hội giao lưu quý báu cho cậu ta. Doctor Lee, cậu đi xem Trần Phong đi. Cái tên Trương Trạch này á, quả thực là khá mạnh. Tôi sẽ đích thân đối phó với cậu ta. Vâng, đội trưởng. Trương Trạch, thể hiện tốt lắm, cố lên. Tưởng Dương và Nhược Đồng không sao chứ? Tưởng Dương và Nhược Đồng không sao chứ? Tấn Dương bị thương nặng, đã không thể tiếp tục được nữa. Vòng bán kết phải trông cậy vào cậu với Sở Vi rồi. Vòng bán kết sắp chính thức bắt đầu. Mời những tuyển thủ của vòng bán kết chuẩn bị sẵn sàng. Henry với Đường Sở Vi. Trương Trạch với Calatrava. Henry, hắn là một tên rất khủng khiếp. Sở Vi rất hay cẩn thận. Này cô em, còn không chịu nhận thua thì anh đây đánh thật đấy. Sở Vi không phải là đối thủ của Henry, cứ tiếp tục kiên trì cũng không có cơ hội thắng. Thằng cha Tây Ba Lô đáng chết này, đừng có coi thường tôi sẽ không bao giờ nhận thua đâu. Sao vậy? Sao vậy? Cô không sao chứ? Tránh ra, tránh ra. Trên trạch, ta đợi mày. Người giành thắng lợi lần này là Henry của đội nước mờ. Lượt thứ hai vòng bán kết,
Calatrava đấu với Trương Trạch. Tưởng bị tai lại là sẽ không bị tao thôi miên sao? Gơ nghe nhà của lão thương cũng tự thật đấy. Mấy cái bài cũ này rít hết rồi. Thử, chuyện gì vậy? Lòng bàn tay của hắn mọc ra con mắt sao? Hay là mình đã bị... Còn tưởng gơ gớm như nào? Cuối cùng vẫn bị tao thôi miên rồi sao? Trưởng Trạch, giờ xung quanh ngươi toàn là một màu đen, mày đi từ từ sang đây. Đây là đâu? Cơ thể mình không hoạt động theo ý mình nữa. Ủa? Chuyện gì thế này? Trong tay hắn mọc ra con mắt sao? Hay là mình bị... Còn chắc rằng mày cứng rắn thế nào? Không phải vẫn bị tao thôi miên đó sao? Trưởng Trạch, bây giờ xung quanh mày là một màn đen, mày từ từ đi qua đi. Đây là đâu? Cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Trưởng Trạch, Trưởng Trạch, bây giờ cậu đã bị thôi miên rồi. Cậu hít thở sâu, cố gắng hết sức duy trì nhịp tim ổn định. Phải rồi, chính là như vậy. Từ từ đi qua đây. Trận này thắng dễ dàng hơn so với tưởng tượng nhiều. Tạm biệt nhé, người đại hạ chết tiệt. Cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ. Một cước này đã trả thù cho Nhược Động. Cút vào nước của mày đi. Người chiến thắng ở vòng bán kết này là Trương Trạch của đội tuyển nước Đại Hạ. Không ngờ Long Tức Chi Pháp của Trương Trạch đã đột phá ý niệm huyền quan, thật đáng kinh ngạc. Sở vì không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ chỉ còn lại một mình Trương Trạch thôi. Tiếp theo chính là trận chung kết, đối đầu Henry kia. Phần thắng của Trương Trạch rất khó dự đoán. Nhóc con, mày có chút thực lực đó, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Bây giờ nhận thua vẫn còn kịp. Vốn tao không muốn khiến mày thua quá khó coi, nhưng vừa rồi mày đánh trọng thương bạn của tao. Bây giờ tao phải bắt mày trả giá. Mày quá yếu rồi nhóc con. Tốc độ này nhanh quá. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám cứng đối cứng với tao như vậy. Mày là người đầu tiên đó. Tiêu rồi. Cánh tay của Trương Trạch có thể là bị gãy rồi. Tình hình không ổn. Đỡ Trương Trạch nhận thua thôi. Thực lực của Henry quá thật rất đáng sợ. Nhưng cô không hiểu Trương Trạch cậu ấy sẽ không nhận thua đâu. Mày đã gãy một cánh tay, còn đánh với tao thế này. Vừa nãy lên đã bị mày đã bị gãy một tay, mở màn này đối với mình rất bất lợi. Long Tức Chi Pháp tăng cường hoạt tính của tế bào, tăng tốc hồi phục thương thế. Vậy mà cái thể tự mình hồi phục công pháp võ đạo của Phương Đông quả thực thần kỳ, nhưng đối diện với khoa học kỹ thuật lớn mạnh của nước mưa cũng không thể chịu nổi một kích. Sức mạnh của cái tên này quá lớn, không thể cùng hắn mà cứng đối cứng được. Dùng Long Tức Chi Pháp chế trụ mạch của hắn khiến hắn có thực lực mà không thể dùng. Làm tốt lắm, Trưởng Trạch đã chế trụ mạch của Henry, nắm bắt được cơ hội để hạ gục hắn. Trộm có vẻ không đơn giản như vậy. Cho rằng làm như vậy thì có thể áp chế được tao sao? Không phải chỉ có như vậy. Không thể cho hắn cơ hội phản kích. Ai khốn kiếp. Những thứ này là tao thay Sở Vi trả lại cho mày. Đủ mạnh đấy. Trương Trạch,
Mày rất may mắn có thể chứng kiến được uy lực cùng cực của chiến thần huyết thanh. Vậy, hắn đây là tiên thuốc gì thế? Chết đi, mau chết đi, tao phải nghiền nát đầu của mày. Mẹ kiếp, cái tên này căn bản không phải người. Chuyện gì vậy? Phát đổ rồi sao? Không thể nào. Sát thương ở trên đó này đã vượt xa cực hạn của người bình thường. Không ai có thể đánh bại ta. Không có ai. Tên này đây là quái vật ma khu. Chuyện gì vậy? Sao đội trưởng lại biến thành quái vật ma khu? Lẽ nào là chiến thần huyết thanh? Chiến thần huyết thanh không phải là dùng huyết dịch của quái vật ma khu chế thành đó chứ? Cái lũ điên này. Bởi vì hiện trường trận thi đấu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều trật tự rời khỏi khán đài. Anh ơi, anh không sao chứ? Anh không sao. Không ngờ tên này đột nhiên biến thành quái vật ma khu. Nhất định là trước khi diễn ra cái trận đấu hắn đã tiêm thuốc cấm. Ở đây, ở đây lộn quá, chúng ta mau đi thôi. Được. Không sai, ở đây giao cho cục quản lý ma vật xử lý đi. Rời khỏi đây trước, đến bệnh viện chữa trị vết thương của cậu. Bởi vì hiện trường trận đấu đột ngột phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người trật tự rời khỏi khán đài. Anh ơi, anh không sao chứ? Anh không sao. Không ngờ tên này đột nhiên lại biến thành ma vật ma khu. Nhất định là hắn đã tiêm thuốc cấm trước trận đấu. Anh ơi, nơi này lộn quá. Rất tốt, 90% ma khu đã dựa theo kế hoạch kích hoạt. Tiếp theo, tiếp tục chấp hành kế hoạch của chủ nhân. Dùng nhân loại vào đường cùng. Loại người thấp kém nỗ lực đánh đến tận 100 ma vật đi. Cả chủ nhân của ta đã rất đối khác rồi. Sở Vi, có bị thương không nhẹ, cứ yên ổn mà nằm đây đi. Lão Trương, còn vết thương của cậu? Vết thương được băng bó rồi, không có gì đáng ngại. Cảm ơn anh bác sĩ. Bài học cơ thể của cậu thật sự khác với người thường, rõ ràng bị thương không nhẹ. Xương và cơ là hồi phục rất nhanh. Mấy người các cậu bị thương phải ở đây nghỉ ngơi, tôi phải đến trung tâm chủ ban để tìm hiểu tình hình một chút. Thạch bộ trưởng, tôi không sao nữa rồi, tôi đi cùng cô. Trương Trạch, cậu cũng cố gắng nghỉ ngơi đi. Xảy ra chuyện gì? Đây là hình thái biến dị của ma vật ma khu. Sao lại xuất hiện nhiều ma khu như vậy? Trước tiên phải đưa bọn họ rời khỏi đây đã, đến tập hợp trên bãi biển.
Được. Nhược Đồng, Sở Vi, các cậu mau nhanh lên. Động tác nhanh chút, Lão Thương, mau đưa bọn họ rời khỏi đây. Tôi ngăn cản cái đám ma vật này. Một mình cậu không được. Đi mau. Động tác nhanh chút, Lão Thương, mau đưa bọn họ rời khỏi đây. Tôi ngăn cản cái đám ma vật này. Một mình cậu không được đâu. Long chức chi pháp. Xong ra ngồi, đỡ bãi biển tập hợp. Bà mau chạy đi. Bà, đâu ra, bà, cậu ấy là anh trai em. Nhiều như vậy lần này xem ra là chết chắc rồi. Thức ăn. Thức ăn. Làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ có thở đợi chết sao? Số lượng này cũng quá nhiều rồi, e là đã không còn nơi nào an toàn nữa. Thức ăn, thức ăn. Không nắm chắc cũng chỉ có thể liều thôi. Hạng Tiểu Cầm. Là người có cục quản lý ma vực. Xem ra vận của các cậu không tệ. Địa điểm đáp xuống chính là nơi này. Tiểu Cầm tỷ, có thật sự là cứu tinh của bọn tôi đấy. Lần này, lúc này biết gọi Tiểu Cầm tỷ rồi à? Tiểu xá tôi dẫn các cậu giết ra ngồi, di chuyển vừa hướng bờ biển. Ở đó có phi cơ, có thể rời qua đây. Được. Mấy người này đều đã bị thương, hành động không tiện. Mau, động tác nhanh chút. Cẩn thận. Đây cũng quá ghê tởm rồi đó. Con ma vật to lớn này thực lực rất đáng sợ. Con ma vật to lớn này thực lực rất đáng sợ. Trưởng trại cậu dẫn bọn họ hướng về phía bờ biển rời khỏi đây trước đi. Thập bộ trưởng, Lão Thương, dựa vào hai người rồi, để tôi ngăn cản nó. Dùng long tức chi pháp với tốc độ tăng đến cao nhất, tuyệt đối không thể để nó chớ ngự được mình. Tiểu Cầm tỷ, để tôi cản trở con ma vật lớn này, những con nhỏ khác giao cho cô. Các người mau rời khỏi đây, đừng có làm lỡ thời gian. Được. Ba ba. Ở đây không có ba ba của em, mau đi theo anh. Lão Trường, cậu tự mình báo trộm á, cậu phải sống đấy. Phải tìm được điểm yếu của nó ở đâu. Quả nhiên là quái vật cao cấp, tốc độ rất nhanh. Cái gì? Bị vướng chân rồi. Trên trệt, cậu có sao không? Trương Trạch, cậu kiên trì một chút. Hoàn toàn không cử động được, làm sao đây? Tiểu Phong, Nghiệp Cảnh, tôi không thể chăm sóc hai người được nữa.
Tôi quen biết với cục trưởng Lý, anh đưa tôi rời khỏi đây, có không ít lợi ích. Tôi có tiền, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, còn xin anh đừng để tôi chết ở đây. Tránh ra, tránh ra. Vì cơ đây á, là chuyên cho đại sứ của nữ ta, không có chỗ của người đại hạ các người. Đám người mờ quốc đáng chết này, ở đây nhiều người như vậy xem ra không có phi cơ dành cho chúng ta rồi, làm sao đây? Mã Bạc đang xông qua bên này rồi. Chúa Shiva, xin hãy phù hộ cho con bình an trở về nước A Tâm. Thời khắc sinh tử tồn vong, mỗi người liều với cái đám ma vật này thôi. Nếu không mỗi người sẽ cùng chết. Sớm biết như vậy thì đã ngon ngọn đợi ở nhà rồi, đừng có đến tham gia cái trận đấu gì đó. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Tại sao? Ý thức của loài người các ngươi có thể xâm nhập vào não bộ của ta? Xảy ra chuyện gì? Giọng nói vừa rồi là con ma vật này đang nói sao? Đúng vậy, loài người ý thức của ngươi đọc được suy nghĩ của ta. Chuyện gì vậy? Trương Trạch, cái đám ma vật kia vì sao không tấn công cậu? Tôi cũng không rõ nữa. Lời người ta sẵn lòng nghe theo mệnh lệnh của người. Cái gì? Phục tùng tôi? Trương Trạch, sao cậu làm được thế? Khiến cái đám ma vật này không tấn công nữa. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng bọn chúng hình như bị tôi khống chế rồi. Khống chế rồi? Không quan tâm được nhiều như vậy, trước tiên rời khỏi đã rồi nói. Được, chúng ta trước tiên rút lui đến bờ biển. Các ngươi chặn cái đám ma vật khác đang công đến, yểm hộ bọn ta rời đi. Lộ người ghi theo sắp xếp của ngươi. Trên phi cơ của các người rõ ràng còn có rất nhiều chỗ, vì sao không cho bọn tôi rời đi? Tôi đã nói rồi, phi cơ là chuẩn bị cho đội đại diện của nước mờ chúng tôi, không phải là dành cho cái đám người đại hạ các người. Lùi về sau, lùi về sau, nếu còn xông lên chúng tôi sẽ nổ súng. Cái đám cặn bã nước mờ các người, nước đại hạ chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Không sai, nước Bạch Hùng chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Mọi người cẩn thận, ma vật lại xông lên rồi nhỉ? Chạy mau! Mau nhìn kìa, ba ba, em không phải là anh trai em đến rồi. Là Trương Trạch, lão Trương ra ngồi rồi. Bên cạnh Trương Trạch sao lại có một cái đám ma vật đi theo? Chạy mau, lại thêm một cái đám ma vật qua đây rồi. Nhóc lớn, mở đường cho bọn ta. Loài người, nghe theo sắp xếp của người. Ôi trời, lão Trương, chuyện gì vậy? Các người thu phục được một đám ma vật sao? Nói ra thì dài lắm. Tôi không thể giải thích được bằng cách kỳ diệu nào đó đã khống chế được con ma vật lớn này. Những con ma vật khác chắc là tiểu đệ của con lớn. Trước tiên đừng có nói nữa, một đợt ma vật lớn lại xông vào đây rồi, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây trước. Bà,
Có đám người nước mờ đáng ghét này không cho chúng ta lên phi cơ. Lão Trư, mang theo cái đám người xảo quy chúng ta xông qua đó đi. Nhọc lớn, đi đánh bay cái đám người nước mờ đáng ghét đó kia đi. Nghe theo sắp xếp của ngươi. Mau, chúng ta lên chiếc phi cơ đó.